Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này. Diễm Quỳnh xin mến chúc tất cả quý vị luôn bình an, may mắn, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Thưa quý vị và các bạn, việc xem tử vi cho tuổi Quý Dậu trong tháng 12 là một việc làm đặc biệt quan trọng đối với các bạn sinh năm 1993. Bởi vì qua phần luận giải lần này thì các bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan về cuộc sống của mình trong tháng 12 âm lịch. Cụ thể hơn thì bạn có thể thấy được điểm hung vận và cát vận của mình thông qua lá số tử vi. Phần luận giải được thực hiện bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên quý vị hãy hoàn toàn yên tâm về độ chính xác là tuyệt đối. Qua việc xem tử vi thì thầy cũng sẽ chỉ rõ cho quý vị về toàn cảnh bức tranh của mình cũng như là cách hóa giải để có thể mang lại tài lộc và may mắn. Nào, không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn, chúng ta hãy cùng đến với nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Quý Dậu sinh năm 1993 trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Người tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, mệnh Kiếm Phong Kim. Tài vận của con giáp này rất tốt, tuy nhiên tiền bạc đến từ chính công sức mình bỏ ra, thế nên tay làm hàm nhai, mà tay quay thì hàm trễ. Muốn có được cuộc sống sung túc, không phải ngồi há miệng chờ sung mà tuổi Quý Dậu cũng phải nỗ lực rất nhiều mới có được công việc. Trong công việc, đây là người sẽ nắm được quyền lực trong tay. Có lẽ cũng vì thế mà họ khó tìm được sự hòa hợp khi làm việc chung với những người khác. Họ chỉ phát huy được thế mạnh của mình ở mức lớn nhất khi mà làm việc độc lập. Người tuổi Quý Dậu thích tự do và làm chủ, cho nên bản thân họ hợp nhất vẫn cứ là đi theo lĩnh vực kinh doanh. Họ nhanh nhạy, thoáng tính, không ki bo bẩn tiện. Là bạn hàng của họ thì sẽ thấy hợp đồng nhanh được ký kết, là khách hàng của họ thì thấy buôn bán hay được giảm giá. Đối với Quý Dậu, về kinh doanh đến một cách tự nhiên, tình cờ, như ăn cơm uống nước, chẳng mấy, đã thành bản năng hay là một thói quen thường ngày. Trong tháng này, những người làm công ăn lương sẽ bận rộn với công việc khiến cho họ rất mệt mỏi và dễ bị ốm. Đối với những người làm kinh doanh, sự may mắn tài lộc đang đứng về phía bạn. Bạn sẽ có thể đạt được tài lộc, nhưng bạn phải để ý đến các vụ trộm vào thời điểm cuối năm. Cửa ở nhà cũng như ở cửa hàng phải được khóa an toàn chặt chẽ, cố gắng tránh đi trong làn đường tối. Trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu, về thiên can thì quý âm thủy gặp tân âm kim nên được gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết mất khí, nên trong tháng này các gia chủ tuổi Quý Dậu cần phải hết sức chú ý và cẩn trọng trong mọi việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Anh chị cũng cần phải chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong tháng 12 âm lịch, tuy gặp cục diện bán tam hợp, song tuổi Quý Dậu sẽ phải đối mặt với nhiều biến động trong mọi công việc. Con giáp này dễ mắc phải sai lầm do không kiểm soát được cảm xúc của mình mà bốc đồng trong khi cần phải bình tĩnh. Càng là người đứng ở vị thế cao thì càng phải giữ cho mình cái đầu lạnh. Chỉ một nước cờ sai lầm cũng có thể dẫn đến đại bại cả ván cờ. Cần phải biết mình là ai, mình đang ở đâu và cần làm gì. Nếu bạn muốn nhảy việc trong tháng này thì nên suy nghĩ lại, đây chưa phải là thời cơ tốt. Bạn sẽ phải bắt đầu lại mọi thứ, bỏ lại sự cố gắng nỗ lực của bạn cho đến thời điểm hiện tại. Đừng vì chút nóng giận và dẫn đến quyết định sai lầm. Ngoài ra, các gia chủ Quý Dậu sẽ cần phải chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần phải bình tĩnh, tìm hiểu kỹ càng chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết. Tránh trường hợp nhanh suy nghĩ không thấu đáo sẽ ảnh hưởng lớn đến công việc mà mình đang tiến hành triển khai. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2022, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài lộc của bạn trong tháng này sẽ tăng lên cùng với sự phát triển của sự nghiệp. Hiệu suất vượt trội trong công việc sẽ khiến bạn nổi bật và mang lại sự thăng tiến và được tăng lương. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình. nhưng cũng vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm, khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Trong tháng này, cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Quý Dậu nếu không biết cân đo đong đếm, tiết kiệm, đề phòng khi cấp bách, thì tiền vào túi rồi lại đi ra, có kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Nên biết phòng trừ những chuyện bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai có thể có những biến cố gì đến với mình. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng 12 này, người tuổi Quý Dậu hay muộn phiền, tinh thần bất an, lo lắng, gây bất lợi cho sức khỏe. Muốn khỏe mạnh thì bạn phải biết buông bỏ, tập trung vào hiện tại mà thôi, vì những gì bạn làm hôm nay sẽ được xem là nhân quả cho tương lai. Khi thời tiết thay đổi, bạn nên đặc biệt chú ý tới các bệnh về hô hấp, tim mạch nhờ được phúc tinh cao chiếu, nên nếu có bệnh, cảm mạo, đa phần bạn đều được hóa giải và xử lý kịp thời, không gây ảnh hưởng quá lớn. Những áp lực từ nơi làm việc khiến cho bản mệnh luôn mệt mỏi, ngồi máy tính cả ngày làm cho thị lực của bạn ngày càng giảm sút. Phong thủy lộc tài khuyên bạn nên chăm tập thể dục thể thao để duy trì thể trạng tốt nhất cho mình, ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để có sức khỏe bền lâu, có sức đề kháng tốt. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Các gia chủ Quý Dậu sinh năm 1993 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Quý Dậu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tử vi tháng 12 năm 2021 âm lịch cho biết, chuyện tình cảm của bản mệnh không có nhiều biến động so với tháng vừa qua. Bạn và người ấy thường xuyên trao đổi tâm sự với nhau, không để xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc. Thế nhưng có thể những mối quan hệ đồng nghiệp, bạn bè, người thân trong tháng 12 này gây ra căng thẳng cho bạn. Khuyên bản mệnh là nên nín nhịn một chút cho mọi chuyện qua đi. Con giáp này nếu còn độc thân thì sẽ phải mải mê với công việc mà không quan tâm đến chuyện phải tìm kiếm một nửa cho mình. Bạn thích cuộc sống tự do, tự tại, thích làm những việc theo ý muốn nên không muốn bị ràng buộc bởi tình cảm. Tuy nhiên, gia chủ lại đang quá mức tự ti, lại hay lo lắng không đâu, tự gạt đi cơ hội để tìm thấy một nửa phù hợp với mình. Tình cảm lứa đôi cũng vì thế mà chịu nhiều ảnh hưởng. Con giáp này dễ bốc đồng, sốc nổi vì chuyện nhỏ mà làm cho đối phương chịu tổn thương, khiến cho mối quan hệ giữa hai người thăng trầm, bất định. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ, tháng Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn và tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Quý Dậu trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 12 tháng 12 năm 2021 tức ngày 14 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch ngày 24 tháng 12 năm 2021 tức ngày 26 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết mà không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Quý Dậu trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 12 năm 2021 tức ngày 3 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 12 năm 2021 tức ngày 15 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 12 năm 2021 tức ngày 27 tháng 1 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Năm nay, các gia chủ tuổi Quý Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Quý Dậu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của mình, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 12 âm lịch, mà từ đó thì có những bước đi vững vàng cũng như là những kế hoạch mang lại sự thành công cho mình trong thời gian sắp đến. Diễm Quỳnh rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi, và quý vị cũng đừng quên like video, đăng ký kênh và nhấn chuông quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mến chào.